Tiểu sử của thầy Minh Chí, tục danh là Dương Công Sáng, sinh ngày 14 tháng 2 năm 1997, năm Đinh Sửu. Mệnh Thủy, quê quán ở Thái Nguyên. Thầy xuất thân trong gia đình thuần nông bình thường, có bố tên Nhường, mẹ tên Liên, gia đình có hai anh em trai, thầy là con út. Còn độc thân chưa lập gia đình, trước kia thầy Minh Chí làm nghề tự do, lái xe máy xúc. Cách đây hơn 4 năm thầy có học khóa học đĩa đệm xương khớp và thuốc nam. Thầy Minh Chí cũng có thời gian xuất gia quy y Tam Bảo, nhưng chưa thọ 10 giới sa di, chưa thọ giới tỳ kheo nên chưa đắc y, chưa ôm bình bát đi khất thực. Khi biết tin thầy Minh Tuệ bộ hành đến quê hương Thái Nguyên. Lúc đầu thầy Minh Chí đi theo quay hành trình của thầy Minh Tuệ để làm YouTube, TikTok. Lên đến Cao Bằng thì thầy xuống tóc đi gieo duyên cùng thầy Minh Tuệ. Khi về đến Thanh Hóa thì thầy đắc y, đúng như lời của người xưa hay nói là đi với Phật thì mặc áo cà sa. Thầy Minh Chí có khuôn mặt với ánh mắt mới nhìn rất lạnh lùng, khó gần. Nhưng hành động bảo vệ thầy Minh Tuệ rất ân cần, điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Được cộng đồng mạng hay gọi là hộ pháp của thầy Minh Tuệ. Sư Minh Chí chỉ dễ gần khi bạn là người chủ động bắt chuyện. Ngoại trừ thầy Minh Tuệ và thầy Minh Tạng ra, thầy Minh Chí ít khi chủ động trò chuyện với ai trong đoàn. Nói chung thầy Minh Chí được mọi người xung quanh nhận xét là người hướng nội, ít nói, sống nội tâm. Tuy vụng về nhưng rất chịu khó học hỏi. Đặc biệt trước đây thầy Minh Chí không phải là công an như đồn đoán của cộng đồng mạng. Mọi người hay lầm tưởng thầy Minh Chí với thầy Trơn Chí. Về nhãn quan thoáng nhìn hai thầy giống nhau. Nhưng thầy Trơn Chí tục danh là Toàn, quê ở Thạch Hà, Hà Tĩnh, từng học đại học cảnh sát, đi làm được 2 năm thì xin xuất ngũ. Các thầy đều có cuộc sống bình thường, công việc ổn định. Nhưng đã buông bỏ hết để tu khổ hạnh giống như thầy Minh Tuệ. Thật khâm phục ý chí kiên định, quyết tâm theo con đường tu tập của các thầy. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.